Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Di tích Đền Đa Hòa được trùng tu đảm bảo kết cấu khuôn viên di tích cổ. Chỉnh trang hè phố xây dựng thị xã Mỹ Hào. Cô bé 10 tuổi và tình yêu với âm nhạc truyền thống. Hưng Yên tái diễn tình trạng treo quảng cáo trên cột điện cây xanh. Trong một góc nhìn văn hóa tuần này là phóng sự Hưng Yên còn buông lỏng công tác trùng tu tôn tạo di tích. Trong mục Tinh Hoa Phố Hiến, mời quý vị và các bạn cùng về thăm quê hương tướng quân Nguyễn Thiện Thuật. Sau đây là nội dung chi tiết. Hiện nay, huyện Khoái Châu đang triển khai công tác chỉnh trang lại khuôn viên di tích Đền Đa Hòa, xã Bình Minh nhằm trả lại cảnh quan gốc của một di tích cổ. Đền Đa Hòa thờ Thánh Chỉ Đồng Tử Tiên Dung được tiến sĩ Chu Mạnh Trinh hưng công xây dựng vào thế kỷ thứ 19. Những năm trước đây, khu vực sân đền được trùng tu nhưng không đúng với nguyên gốc của di tích, làm mất đi kiến trúc thấp dần theo hướng từ chính điện thờ đến bờ sông Hồng, nơi lưu lại dấu ấn của truyền thuyết Chỉ Đồng Tử Tiên Dung. Hiện nay, bằng sự kết hợp giữa nguồn kinh phí của huyện và xã hội hóa của địa phương, toàn bộ phần sân đền được hạ thấp dần ra tới bờ sông Hồng theo một thể thống nhất. Việc trùng tu này cũng giúp cho diện mạo di tích khang trang hơn, hạn chế tối đa tình trạng ngập úng sân đền khi mưa. Khách du lịch đến tham quan chiêm bái được dễ dàng thuận tiện hơn. Cụm di tích đình chùa Phủ Phan Xá, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ còn lưu giữ được hơn 20 cổ vật có từ thời Nguyễn, gồm 7 sắc phong cùng nhiều đồ thờ tự quý như lư hương, chuông đồng, bức võng, pho tượng thần hoàng Nguyễn Thái Bạt. Để gìn giữ bảo vệ những cổ vật này, chính quyền và nhân dân địa phương đã cắt cử người trông coi cụm di tích cả ngày lẫn đêm. Hàng năm đến ngày lễ hội, những người cao niên trong làng được mời đến để giới thiệu đến thế hệ sau về giá trị của các cổ vật này và giáo dục truyền thống quê hương. Đến nay, huyện Mỹ Hào đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng chỉnh trang hè phố dọc quốc lộ 5. Đầu tư cải tạo nâng cấp về hè quốc lộ 5 đoạn qua huyện Mỹ Hào nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo vệ sinh môi trường và từng bước chỉnh trang hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đưa huyện Mỹ Hào trở thành thị xã đô thị loại 4. Đến nay, việc xây dựng chỉnh trang vỉa hè đã cơ bản hoàn thành. Vỉa hè được xây dựng dài gần 9 km, rộng 4 m, lát bằng vật liệu gạch block tự chèn, bên dưới trải xi măng cắt vàng tránh cỏ dại mọc. Dọc vỉa hè được xây dựng ô trồng cây xanh bóng mát tạo cảnh quan và thuận lợi cho nhân dân đi lại. Trong dịp hè này, thanh thiếu niên và trẻ em xã Long Hưng, huyện Văn Giang có nhiều điểm vui chơi giải trí bổ ích lành mạnh. Sân vận động của xã Long Hưng được đầu tư xây dựng khang trang từ nhiều năm nay đã trở thành địa điểm quen thuộc của đông đảo học sinh tiểu học và trung học cơ sở trong xã đến đá bóng và vui chơi. Ủy ban Nhân dân xã Long Hưng giao cho đoàn thanh niên quản lý sân vận động, tạo điều kiện cho thiếu niên, nhi đồng ở các chi đoàn trong xã được đá bóng thường xuyên vào buổi chiều. Bên cạnh đó, xã Long Hưng phối hợp với doanh nghiệp lắp đặt bể bơi thông minh ở cạnh sân vận động xã, tạo điều kiện cho trẻ em trong xã có nơi để học bơi an toàn, sạch sẽ, giá cả hợp lý. Nhờ có các điểm để vui chơi, học bơi giúp cho thanh thiếu niên và trẻ em trong xã Long Hưng hạn chế chơi game và các trò chơi bạo lực và tránh xa các tệ nạn xã hội. Sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật, nhưng từ khi lên 8 tuổi, cô bé Nguyễn Trần Mai Anh ở xã Liên Phương, thành phố Nghiên đã có sự say mê với nghệ thuật truyền thống. Cô bé có thể hát được nhiều loại hình âm nhạc khác nhau. Không có ai định hướng chỉ dẫn, nhưng sự say mê với các loại hình nghệ thuật truyền thống đã ngấm vào tâm hồn Mai Anh từ lúc nào không hay. Em có thể hát cả ngày không chán. Mai Anh năm nay 10 tuổi và đã có thể hát biểu diễn thuần thục nhiều tiết mục như Quan Họ Ngồi Tựa Song Đào, Trích Đoạn Trèo Thị Mầu Lên Chùa và đặc biệt là hát văn Cô Đôi Thượng Ngàn. Đây cũng là tiết mục Mai Anh giành giải nhất trong cuộc thi Tiếng Hát Hoa Phượng Đỏ của thành phố Hưng Yên năm 2017. Sự say mê những làn điệu âm nhạc truyền thống của một cô bé tuổi lên 10 là tín hiệu đáng mừng trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa thời kỳ hội nhập. Nghị định 28/2017 sửa đổi Nghị định 131 và 158 của Chính phủ xử phạt hành chính về quyền tác giả văn hóa thể thao du lịch quảng cáo vừa được ban hành. Nghị định mới tăng mức xử phạt với nhiều hành vi như người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo bằng cách treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt từ 5 tới 10 triệu đồng.
Mặc dù nghị định được thực thi từ ngày 5 tháng 5 năm 2017, nhưng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn để tái diễn tình trạng này. Đặc biệt tại nhiều tuyến phố thuộc địa bàn thành phố Hưng Yên, các cột điện cây xanh bị dán gắn chi chít các loại tờ rơi, băng rôn, biển quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị. Chính quyền địa phương cần sát sao hơn trong việc tìm và xử lý những trường hợp sai phạm để trả lại cảnh quan đô thị. Thưa quý vị và các bạn, sở hữu 164 di tích cấp quốc gia, trong đó có quần thể di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến và hơn 200 di tích khác với đầy đủ các loại hình kiến trúc. Hưng Yên được biết đến là tỉnh có mật độ di tích dày đặc thứ 3 toàn quốc. Những năm gần đây, công tác trùng tu di tích trên địa bàn được nở rộ. Tuy nhiên, việc trùng tu tôn tạo có đúng theo luật di sản văn hóa không thì lại là một câu chuyện cần bàn. Xã An Viên, huyện Tiên Lữ hiện có 5 di tích, trong đó có 4 di tích được công nhận là di tích cấp quốc gia. Do di tích xuống cấp trầm trọng nên xã và ban quản lý di tích đã tự trùng tu mà chưa cần cấp có thẩm quyền cấp phép. Vậy nguyên nhân do đâu đã dẫn đến tình trạng này? Do cái nguyện vọng, cái tâm linh của bà con trong lúc chờ đợi thì được cấp phép, nhưng bà con đã nhiệt tình ủng hộ cho nên một số di tích đã chủ động làm trong cái thời gian là chưa được sự đồng thuận của trên. Đền Đậu An, xã An Viên được công nhận là di tích cấp quốc gia từ năm 1998. Với nguồn vốn xã hội hóa huy động được hơn 3,6 tỷ, ban quản lý di tích đã tiến hành tôn tạo lại khu thờ mẫu và hai dãy nhà khách. Được biết, ban quản lý đã đề nghị cấp có thẩm quyền tôn tạo từ năm 2015. Nhưng từ đó đến nay, xã đã chưa nhận được sự chấp thuận của ngành chức năng. Để chờ lâu, di tích sẽ bị sập nên địa phương đã tự ý tiến hành xây dựng từ năm 2016. Mặc dù điều này là vi phạm luật di sản văn hóa, thế nhưng nếu cứ giữ lại những phế tích đã quá mục nát sẽ gây tai nạn thương tích cho du khách thập phương thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Di tích chúng tôi là khi mà tôn tạo, xây dựng cả công trình có gặp rất nhiều cái khó khăn, việc cấp phép thì thường xuyên là các cấp quyền ít quan tâm. Tại xã An Viên, tình trạng xây dựng chưa được cấp phép tại di tích còn diễn ra tại chùa Đống Cao. Trong khuôn viên di tích, nhiều công trình, hạng mục đã được trùng tu tôn tạo lại như nhà thờ tổ, cổng tam quan, nhà khách, thư viện cùng nhiều công trình phụ trợ và đặc biệt là hai tòa tháp đang được xây dựng gặp nhiều ý kiến trái chiều của chính quyền địa phương và nhân dân. Thực trạng này còn diễn ra tại chùa Hưng Phúc, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên khi di tích này tự ý tôn tạo tam các. Phổ biến hơn là tình trạng bê tông hóa di tích như tại đền Đức Bà, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu. Khi được tôn tạo lại, tất cả những cấu kiện xưa cũ vì do quá mục nát nên nhân dân địa phương đã bỏ đi và thay bằng bê tông cốt thép. Tại nhiều nơi còn xuất hiện những ngôi chùa hai tầng như chùa Thông, xã Phương Chiểu, chùa Bồ Đề, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, hay những chiếc cổng tam quan quá đồ sộ, hoa văn trang trí sặc sỡ, không đồng nhất với di tích như tại chùa Quốc, xã Liêm Phương. Mặc dù công tác trùng tu tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh ta những năm gần đây diễn ra khá phức tạp, nhưng ngành văn hóa lại chỉ nhắc nhở hai di tích sai phạm là đền Quan Trạng, huyện Phù Cừ và đền Đa Hòa, huyện Khoái Châu, chứ chưa có hình thức xử phạt địa phương nào. Trong các cái ban quản lý di tích ở dưới địa phương thì vẫn còn tồn tại xảy ra cái hiện tượng là cũng đã tự ý tu sửa khi mà chưa có sự đồng ý của cấp chính quyền, của cấp có thẩm quyền cho phép. Phần lớn các di tích trong cái lĩnh vực kiểm kê thì nó không thuộc lĩnh vực xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia, thì địa phương có thể là xây dựng, sửa chữa lại và không có sự báo cáo các cơ quan có thẩm quyền. Thực trạng các di tích được trùng tu tôn tạo không phép, bê tông hóa di tích đã và đang diễn ra tại nhiều địa phương. Qua đây có thể thấy công tác trùng tu tôn tạo di tích tại tỉnh ta đang bị buông lỏng. Thiết nghĩ những nhà quản lý văn hóa nên sát sao hơn để hướng dẫn các địa phương trùng tu tôn tạo di tích đúng quy định, đảm bảo thời gian, không để di tích thành phế tích sau trùng tu, vẫn gìn giữ và phát huy những giá trị gốc của các di tích. V
Về xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, vùng quê giàu truyền thống cách mạng đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp. Mọi người đều nhắc đến và tự hào với tên người anh hùng dân tộc Nguyễn Thiện Thuật. Ông là thủ lĩnh cao nhất của nghĩa quân Bãi Sậy. Dưới danh nghĩa Cần Vương, Nguyễn Thiện Thuật đã tập hợp nhiều đội quân nhỏ trong vùng và các địa phương lân cận, hình thành một phong trào có quy mô lớn. Thân là dòng dõi Thi Thư, tức là nho sĩ cầm bút, viết chiếu, viết biểu, viết văn, làm thơ. Thế nhưng mà từ rất sớm khi mà tham gia làm quan thì cụ lại có biệt tài về nghề võ, về đánh trận, về tổ chức đánh trận. Cho nên là những cái chức vụ mà triều Nguyễn dùng Nguyễn Thiện Thuật bổ vào làm quan từ đầu chí cuối đều là quan võ. Một người trí thức, nho sĩ, bậc cao mà lại đi chỉ huy quân sự, tức là người có biệt tài, văn võ song toàn. Phong trào Bãi Sậy được hình thành từ năm 1883 và phát triển thành cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn nhất ở Đồng bằng Bắc Bộ cuối thế kỷ thứ 19. Đinh Gia Quế lãnh đạo phong trào thời kỳ đầu từ năm 1883 đến năm 1885. Địa bàn hoạt động của nghĩa quân chỉ giới hạn trong vùng Bãi Sậy, gồm địa phận các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Từ năm 1886 trở đi, Nguyễn Thiện Thuật trở thành thủ lĩnh cao nhất của khởi nghĩa Bãi Sậy. Khi thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kỳ lần thứ hai năm 1882, ông cùng một số sĩ phu yêu nước tỉnh Hải Dương dựng cờ mộ quân đánh giặc. Tháng 8 năm 1883, Pháp đánh chiếm Hải Dương, ông đưa quân mưu cướp tỉnh Lỵ, song việc không thành. Ông kéo quân lên Sơn Tây, hợp lực với Hoàng Tá Viêm chống Pháp. Nguyễn Thiện Thuật phẫn chí bỏ sang Trung Quốc. Tháng 7 năm 1885, nghe tin vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương, ông lập tức trở về nước, tập hợp lực lượng, tổ chức phong trào kháng chiến tại Hưng Yên. Dưới sự chỉ huy của tướng quân Nguyễn Thiện Thuật thì phong trào đã lan rộng khắp cả tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh thành lân cận như là Thái Bình, Hải Dương và liên kết được với một số lãnh tụ của phong trào Cần Vương khác như là Tạ Hiện ở Thái Bình, Nam Định để tạo thành một phong trào sâu rộng ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ suốt từ những năm 1885 đến năm
cùng với các vị anh hùng như là Đinh Gia Quế, như là Nguyễn Thiện Kế, Nguyễn Thiện Dương, rồi thì Đốc Tít, đã tổ chức được một cái phong trào vũ trang kháng Pháp rất lớn, rất đặc biệt và với nhiều chiến công đặc sắc ở toàn bộ cái vùng Trung Châu Bắc Bộ này. Cái cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy là cuộc khởi nghĩa lớn nhất ở miền Bắc, có thể so sánh tương đương với khởi nghĩa Hương Sơn Hương Khê của Phan Đình Phùng. Và những cái chiến công đó đã chấn động cả cái bộ chỉ huy quân sự của Pháp, cụ Nguyễn Thiện Thuật. Còn có cái liên kết quốc tế, liên kết vùng với khởi nghĩa của Hoàng Hoa Thám ở Mạn Ngược, ở Bắc Giang. Và cụ đi sang cả Trung Quốc, đi sang nhiều lần để mà tìm cái mối liên kết quốc tế hỗ trợ cho phong trào kháng Pháp ở trong nước. Ngoài hoạt động chống càn quét, nghĩa quân còn tổ chức nhiều trận tập kích hiệu quả. Ngày 26 tháng 6 năm 1886, nghĩa quân tấn công một đồn Pháp ở Cầu Đuống. Tháng 9 năm 1885, Nguyễn Thiện Thuật trực tiếp chỉ huy nghĩa quân tấn công chiếm lại thành Hải Dương, rồi tỏa ra đóng giữ các làng xung quanh. Nhưng do lực lượng quá yếu nên sau đó nghĩa quân phải rút lui. Tháng 9 năm 1886, nghĩa quân chặn đánh binh đoàn Bazines và tấn công đồn Bần Yên Phú, đẩy mạnh các hoạt động ra các miền phụ cận Hà Nội, Bắc Ninh. Ngày 12 tháng 2 năm 1887, một trận đụng độ lớn đã xảy ra ở vùng Kẻ Sạt, Hải Dương. Từ cuối năm 1888 đến đầu năm 1889, nghĩa quân còn tổ chức đánh thắng quân Pháp nhiều trận như các trận ở Lang Tài, Bắc Ninh, Dương Hòa, Hưng Yên. Thống tướng De Coxy bị bãi chức, tướng Wanet sang thay. Hắn thực hiện càn quét quy mô lớn bằng chiến lược phân tán quân đội, lập các đồn nhỏ để dễ tuần tiễu, đồng thời chuyển chế độ cai trị bằng quân sự sang dân sự, nhưng cũng không thành công. Năm 1888, em Nguyễn Thiện Thuật là Nguyễn Thiện Dương bị tử trận trong cuộc đụng độ với quân Pháp do viên đội Philip chỉ huy. Được tin em chết, ngay trong đêm đó, Nguyễn Thiện Thuật lệnh cho Tuần Vân, Đề Tính tấn công đồn Ghênh và đồn Bần Yên Nhân để trả thù, giết chết 21 quân địch. Hoàng Cao Khải cùng giám binh đây chỉ huy đồn Mỹ Hào đưa lính về gặt lúa ở Liêu Trung, Tổng Liêu Xá, muốn buộc dân hết lương phải ra đầu thú, xa rời quân Bãi Sậy. Nguyễn Thiện Thuật được tin lệnh cho các tướng Nguyễn Thiện Kế, Nguyễn Văn Sung, Vũ Văn Đồng đem 800 quân, trong đó có 400 tay súng giả dạng phu gặt để phục kích. Quân Bãi Sậy nổ súng giết chết 31 quân địch, trong đó có giám binh này, bang tá Nguyễn Hữu Hào, Hoàng Cao Khải trốn về Mỹ Hào rồi nhờ giáo dân Kẻ Sặt đưa đường chạy về Hải Dương. Tháng 6 năm 1889, Thống sứ Bắc Kỳ ra lệnh thành lập đạo quân tuần cảnh do Hoàng Cao Khải với chức Khâm Sai Bắc Kỳ làm tư lệnh trưởng, Muslier làm cảnh sát sứ. Quân Bãi Sậy giao chiến với quân tuần cảnh suốt 8 tháng gây cho địch khá nhiều thiệt hại. Trận Đông Nhu, quân Bãi Sậy giết chết viên quản khố xanh Lai Ly, ngày 24 tháng 7 giết chết viên quản khố xanh Escott tại làng Hoàng Vân. Ngày 18 tháng 10, Nguyễn Thiện Thuật bắn viên quản Mông Tư Lơn bị trọng thương. Ngày 11 tháng 4 năm 1891, quân của Hai Kế và Đề Vinh bị vây ở Mậu Dương, hai bên bắn nhau, viên quản Desmond bị giết, giám binh Lambert bị thương. Nhiều lần không thắng được, quân Pháp phải tặng Nguyễn Thiện Thuật danh hiệu vua Bãi Sậy. Trước sức phát triển mạnh mẽ của nghĩa quân Bãi Sậy, thực dân Pháp tập trung binh lực tiêu diệt phong trào. Cuối năm 1888, địch đưa tên Việt gian Hoàng Cao Khải mang quân đàn áp cuộc khởi nghĩa. Chúng thực hiện việc càn quét bên ngoài Bãi Sậy, dần hình thành thế bao vây từ bốn phía. Tuy đã chiến đấu rất ngoan cường, nhưng lực lượng nghĩa quân ngày càng bị giảm sút và rơi vào thế bị cô lập. Giữa năm 1889, Nguyễn Thiện Thuật giao quyền chỉ huy lại cho em và các tướng lĩnh vượt sông sang căn cứ Hai Sông. Tháng 7 năm 1889, Đốc Tít tổ chức cho ông trốn sang Nam Ninh, Trung Quốc. Sự nghiệp chưa thành thì ông mất vì bệnh ngày 25 tháng 5 năm 1926 và được an táng trên quả đồi thuộc Hương Quan Kiều, ngoại vi thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Năm 2005, tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với địa phương và dòng họ của lãnh tụ khởi nghĩa Bãi Sậy Nguyễn Thiện Thuật đưa hài cốt của ông về an táng tại quê hương Xuân Dục, huyện Mỹ Hào. Bảo tàng Hưng Yên
tổ chức cùng gia đình chúng tôi sang bên Nam Ninh để đưa di cốt của cụ chúng tôi về quê. Chỉ trên đường sang Trung Quốc để tới Nam Ninh thì được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Quốc và các cơ quan hữu trách của Trung Quốc giúp đỡ rất nhiệt. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự về thăm quê hương tướng quân Nguyễn Thiện Thuật đã khép lại tạp chí văn hóa của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.